Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bỏ cách ly, người Trung Quốc trốn vào Việt Nam ngày càng đông. Việt Nam đã liên tục phát hiện các trường hợp vượt biên giới trái phép từ các quốc gia láng giềng trong những ngày gần đây và đặc biệt nguy hiểm và đông đó là từ Trung Quốc. Được công khai trên báo chí đầu tiên là các vụ đưa người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp trốn cách ly bằng đường bộ qua các tỉnh giáp biên giới Việt Nam. Những người này đã vào tới nhiều tỉnh và thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam. Việc đưa người vào bất hợp pháp được phát hiện và công bố vào thời điểm Việt Nam phát hiện các ca dương tính viêm phổi Vũ Hán đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 3 tháng yên ắng, khiến một số người đặt câu hỏi về khả năng virus theo chân dòng người nhập cư lậu không qua kiểm soát dịch tễ của giới chức Việt Nam. Đây là hình ảnh công an của tỉnh Lào Cai vào hôm 27 tháng 7 đã chặn bắt 10 người Trung Quốc vượt biên trái phép đang trên đường vào Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Sau trường hợp đầu tiên được xác nhận vào hôm 25 tháng 7, các ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán liên tục được ghi nhận với số lượng tăng nhanh và tình trạng sức khỏe nghiêm trọng so với đợt bùng phát ở Việt Nam hồi đầu tháng 3. Và tính đến tối ngày 2 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận 620 ca dương tính với virus corona với 5 trường hợp tử vong. Đi đường mòn, lối mở, vượt sông hay đường biển. Cũng trong thời gian này, giới chức liên tục phát hiện dòng người tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp qua các tỉnh giáp biên giới như Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Tây Ninh, An Giang. Và tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tình trạng này diễn ra gần như hàng ngày. Báo Tuổi Trẻ nói thậm chí có hôm lực lượng biên phòng bắt được hơn 100 người. Trong những vụ phát hiện mới đây, những người tìm cách nhập cảnh đều là người Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ một nhóm 17 người là dân các tỉnh miền Bắc vốn đã vượt biên cũng trái phép sang Trung Quốc làm thuê vào hồi năm ngoái. Trang tin Quân đội Nhân dân nói tiếp, đây là vụ mới nhất trong tổng số 21 vụ bắt giữ với 132 người Việt Nam mà chốt biên phòng này đã thực hiện chỉ riêng trong tháng 7. Trong các ngày từ 31 tháng 7 và 1 tháng 8, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang đã chặn hai nhóm, một nhóm 8 người và một nhóm 31 người, tìm cách nhập cảnh trái phép. Những người này là dân của 12 tỉnh, cả ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Vào hôm 30 tháng 7, lực lượng biên phòng thành phố Móng Cái phát hiện được hai nhóm, một nhóm gồm 29 người, một nhóm khác gồm 16 người, vượt sông qua biên giới để vào Việt Nam, cũng theo báo Tuổi Trẻ chia sẻ. Và điểm chung của những nhóm người bị phát hiện bắt giữ mới đây là họ đều sang Trung Quốc đi làm thuê. Đây là hình ảnh Cao Lượng Cố, người Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng đã khiến công ăn việc làm trở nên khó khăn, nên họ đã tìm cách quay trở lại Việt Nam. Sang Trung Quốc trái phép, họ cũng lựa chọn cách đi tương tự để trở về, tức là thuê người đưa qua đường mòn, lối mở hay vượt sông. Tại miền Nam, chiều ngày 31 tháng 7, tỉnh An Giang bắt giữ một nhóm 41 người, gồm 20 người lớn và 2 trẻ em từ Campuchia vào Việt Nam bằng đường thủy trên 8 chiếc thuyền nhỏ. Báo Dân Chí nói những người này không có giấy tờ tùy thân và cố ý về Việt Nam sinh sống. Và khác với các nhóm nhập cảnh bất hợp pháp khác được xác định là người Việt Nam và được đưa đi cách ly, nhóm các doanh nghiệp Việt Nam, Việt Kiều sinh sống tại tỉnh Siem Reap của Campuchia đã được vận động để quay về nơi chốn cũ để tiếp tục làm ăn sinh sống, không quay lại Việt Nam. Và lỗ hổng chưa được kiểm soát cũng được tiết lộ. Trong chiến dịch phòng chống viêm phổi Vũ Hán, Việt Nam đã rất quyết liệt ứng phó với những hình thức như áp dụng giãn cách xã hội, phong tỏa cục bộ các điểm dịch bùng phát, tạm ngưng các hoạt động giao thông công cộng liên tỉnh. Cho đến nay, một số biện pháp vẫn chưa được tiếp tục áp dụng như đóng cửa các đường bay quốc tế và tiến hành cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Tuy nhiên, đối với những tình thức nhập cảnh trái phép bằng đường bộ bất hợp pháp thì không thể biết chính xác đã có bao nhiêu trường hợp đã lọt vào vành đai kiểm soát cả về biên giới, biên phòng lẫn y tế. Tại cuộc họp về phòng chống viêm phổi Vũ Hán hôm 31 tháng 7 của Bộ Quốc phòng tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Đức Thái, chịu trách nhiệm lực lượng bộ đội biên phòng, được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói, chỉ riêng trong thời gian từ đầu tháng 5 cho đến nay đã có khoảng 16.000 người xuất nhập cảnh trái phép bị chặn giữ và kiểm tra y tế tại chỗ. Việc qua lại đường biên bất hợp pháp diễn ra ở cả ba khu vực biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia, tướng Thái cho biết thêm. Đây là hình ảnh khu đô thị Old City ở Hải Phòng, nơi phát hiện 400 người Trung Quốc tham gia vận hành đường dây tổ chức đánh bạc quốc tế. Tuy nhiên, tổ chức dân phố thừa nhận không biết gì. Tướng Thái cho rằng, việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới là loại tội phạm có từ trước dịch viêm phổi Vũ Hán ở cả ba tuyến với các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Cạnh đó, việc di chuyển nội địa trong thời gian bùng phát dịch bệnh cũng khiến nhiều người quan ngại. Và Bộ Y tế hôm thứ Bảy nói có tới 800.000 du khách đã tới Đà Nẵng và đã rời đi, trở về các tỉnh thành kể từ hôm 1 tháng 7. Và có hơn 41.000 người đã ra vào 3 bệnh viện của Đà Nẵng, nơi phát hiện ra những ca dương tính đầu tiên của đợt bùng phát dịch bệnh sau hơn 3 tháng không có lây lan trong cộng đồng, theo truyền thông nhà nước chia sẻ. Và khoảng 1,4 triệu người đã từng đi đến Đà Nẵng trong tháng 7 vừa qua. Riêng tại 3 bệnh viện Đà Nẵng có 800.000 lượt người đến đây. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến vào hôm 2 tháng 8 vừa qua. Và người nhập cảnh trái phép được cho rằng đã phá vỡ phòng tuyến chống dịch của Việt Nam. Việc liên tiếp xuất hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng, Quảng Nam và An Giang đang dấy lên lo ngại trong cuộc chống dịch như chống giặc ở Việt Nam sẽ bị đổ vỡ tan tành. Về trường hợp người nhập cảnh trái phép ở tỉnh An Giang, tổ công tác của đồn biên phòng Phú Hội phối hợp với các ngành tổ chức tuần tra phát hiện một xe 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn. Chiếc xe này chạy từ hướng xã Nhân Hội về thị trấn An Phú, huyện An Phú. Sau đó, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tại đồn biên phòng, họ khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đến 20 giờ 25 cùng ngày, đồn biên phòng Phú Hữu đã phát hiện thêm 5 người nữa có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia nên đưa về đồn để làm rõ. Và đối với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết nhóm người Trung Quốc khai đi bằng đường bộ, khả năng có đường dây đưa vào những người này vào Việt Nam. Và ban đầu, nhóm người này khai đi bằng đường bộ, đường mòn, lối mở. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại việc kiểm soát biên giới, Thiếu tướng Dũng nói với báo Pháp Luật Online. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 25 tháng 7, đồn biên phòng Xín Cái phối hợp với công an xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc ngăn chặn nhóm 14 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam có ý định trốn tránh cách ly y tế. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng nêu trách nhiệm của các cơ sở lưu trú. Theo ông, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định thì cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Ông Dũng cũng cho rằng đây có khả năng là một đường dây đưa người vượt biên trái phép và có một đầu nậu giữ hết hộ chiếu của những người vượt biên này. Được biết, tất cả 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa vào cách ly, lấy mẫu xét nghiệm âm tính với virus corona lần thứ nhất. Trong khi đó, nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết, nếu để người Trung Quốc lưu trú tận 5 ngày mới phát hiện, thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan. Những người quản lý địa bàn mặc dù không ai khai báo nhưng để người lạ tới lưu trú 5 ngày mà không biết là không được, ông Hà nói. Theo ông Hà, nếu chủ cơ sở không khai báo tạm trú tạm vắng thì địa phương rất khó nắm bắt. Nhưng nếu nhóm người Trung Quốc lưu trú đến 5 ngày thì phải xem xét kỹ càng vấn đề này. Tuy nhiên, một lãnh đạo công an thị xã Điện Bàn đã không trả lời về vấn đề buông lỏng quản lý địa bàn mà cho rằng nên hỏi cơ quan chức năng của tỉnh. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp thế giới với số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới 18 triệu người, với gần 700.000 ca đã tử vong tính đến ngày 3 tháng 8 và con số này vẫn tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên là một trong những điển hình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thành công trong công tác phòng chống dịch, bên cạnh Hàn Quốc, Đài Loan và New Zealand. Cũng ý kiến luật sư cho rằng việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam là một tội ác. Đây là hình ảnh chung cư Thái An ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã bị phong tỏa, 300 người đang được lấy máu xét nghiệm. Luật sư nhận định với việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh không chỉ là hành vi phạm tội mà còn là một tội ác, có thể lĩnh án phạt đến 15 năm tù. Sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh của Việt Nam đã diễn biến rất xấu trong vài ngày trở lại đây. Hơn 10 người đã bị phát hiện dương tính, chủ yếu tập trung ở thành phố Đà Nẵng, nơi trước đó lực lượng chức năng phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và tránh cách ly, và con số này vẫn tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Và việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với sự tiếp tay của một số người Việt Nam đang làm dấy lên chỉ trích gay gắt trong dư luận trước nguy cơ nỗ lực chống dịch như chống giặc của chính phủ Việt Nam có thể đã bị đổ vỡ. Và hành vi tội ác khi đưa người vượt biên trái phép là gì? Nhiều người có ý kiến rằng việc đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thời điểm này không khác gì chuyện con ngựa thành Troll, đâm thủng tuyến phòng dịch và phá vỡ công sức của nhiều người đã căng mình chống dịch viêm phổi Vũ Hán, nhất là khi quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định chủng virus lây lan ở Đà Nẵng là chủng thứ 6 tại Việt Nam, rất mới và lây lan rất nhanh. Chủng này có đặc tính là lây lan nhanh hơn rất nhiều so với chủng trước đây và ghi nhận là chủng virus mới này xuất hiện và xuất phát từ bên ngoài, không phải từ Việt Nam.
Trao đổi với đài tiếng nói BBC tại London vào hôm 27 tháng 7, luật sư Lê Trung Phát ở hãng luật Lê Trung Phát, Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán đang có các ca nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào khu vực này không chỉ là tội phạm mà còn là tội ác. Ông nói, có thể nói tội phạm nào cũng đáng bị lên án bởi nó để lại hậu quả lớn cho xã hội, xâm phạm đến trật tự xã hội được pháp luật bảo hộ. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang khiến các nước trên thế giới gặp nhiều khó khăn, trong đó có Việt Nam, mà những người phạm tội lại thực hiện các hành vi nêu trên thì đây có thể được coi là một tội ác. Và hậu quả của nó để lại cho xã hội là vô cùng lớn, làm cho cả hệ thống chính trị phải tiếp tục vào cuộc để phòng chống, đảo lộn cuộc sống của mấy chục triệu người dân, làm ảnh hưởng và suy thoái cả một nền kinh tế, tốn kém không biết bao nhiêu cho ngân sách nhà nước. Nó cũng chẳng khác gì so với hành vi diệt chủng, bởi nó đã gieo rắc cái chết đến cho rất nhiều người nếu họ không được chữa trị kịp thời. Đây là hình ảnh một dự án Trung Quốc ở Bắc Ninh có quy mô hơn 20.000 m² xây gần xong mới bị phát hiện chưa có giấy phép. Tổng mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng, tất cả các công trình của nhà máy này đều không có phép. Trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri gửi tới Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết người Trung Quốc đang sở hữu hơn 162.000 hectare đất tại Việt Nam, trong đó có khoảng 6.300 hectare đất biên giới, ven biển. Đất Đặng, một nhà báo tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau: Bộ Y tế xác định có bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán chủng mới từ bên ngoài vào. Nói thật, không dân nào để hại nhau rồi bằng dân Việt đâu. Chỉ sau một đợt kiểm tra nhẹ, Đà Nẵng gần 100 bông tàu nhập lậu. Các sứ quảng xung quanh cũng tửa lưa, chán hẳn. Giờ các địa phương khác chắc sẽ oan mình chống dịch vì Mỹ Châu. Hôm 25 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng nếu căn cứ vào 3 vụ việc mà Công an Đà Nẵng, Công an Quảng Nam phát hiện, xử lý thì thấy tình hình quản lý xuất nhập cảnh còn lỏng lẻo. Ông nói thêm, nguồn lây nhiễm đối với các bệnh nhân dương tính viêm phổi Vũ Hán ở Đà Nẵng tuy chưa xác định được, nhưng khoảng trống về quản lý người nhập cảnh trái phép là điều cần nhìn nhận nghiêm túc và xử lý dứt điểm. Và phạt tù có thể lên đến 15 năm cho những đối tượng này. Trả lời đài tiếng nói BBC tại London, luật sư Lê Trung Phát cho biết, những người tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép có thể bị khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại điều 348 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi vào năm 2017 với tội tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Theo đó, tùy vào tính chất mức độ như phạm tội từ lần 2 trở lên đối với 5 người trở lên hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn thì có thể bị đối mặt với khung hình phạt tù từ 5 năm cho đến 15 năm tù. Luật sư Phát cũng nêu quan điểm rằng trong hoàn cảnh này chúng ta cần triển khai nhanh công tác xét xử người phạm tội để sớm tiến hành trục xuất những người này ra khỏi Việt Nam, tránh phải tiêu tốn thêm ngân sách để điều trị cho họ, cũng tránh làm ảnh hưởng chung đến lợi ích quốc gia đối với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Khi phát hiện hành vi vi phạm và nhập cảnh có nguy cơ gây dịch bệnh, cần áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh và nhanh chóng cho họ quay trở lại quốc gia, lãnh thổ mà họ đã đến. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 với bản tin Bỏ cách ly, người Trung Quốc trốn vào Việt Nam ngày càng đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.